Đó, chào các bạn ha. Hôm nay đi xe máy cắt lúa, thấy máy Giang Ma 850. Cái con này hiếm ha. Nên bò thôi nó. Rồi nó có gì hay không? Ghi hình lại cho các bạn xem. Này xem nè. Đẹp quá ha. Ra ngoài để nó cắt cái đám khác đó các bạn. Đẹp quá trời đẹp. Con này là giá bây giờ nó cỡ gần tỷ ha. Gần tỷ đồng. Đầu tư một cái máy cắt lúa. Thì ông chủ cũng phải biết tính toán cái đầu ra các bạn, để mà có nhiều ruộng lúa cắt ha, thì nó mới kinh tế. Chắc cỡ ba công ạ. Cỡ ba công. À, bỏ đất trống. Bị năm trước 4 công. Dạ. 4 công rồi đầu bán hết công rồi. À, còn 3 công. À, còn 3 công. Dạ. Cái này quay phim hay nữa. Dạ quay chơi. Chơi thích hả? Mấy cái máy đó. Hả? Dạ. Ừ. Xa ra trời ơi đứng nhìn trên gần. Dần 850. 50 nha các bạn. Chờ xuống nè. Bác này ha, ba công lúa, lúa này trúng không bác? Thất hơn mỗi năm hả? À, kiểu như nắng quá. Đó, giờ người ta đang tính cái thế để mà chạy ha. Đó, anh bạn lên cái lô anh coi cái hướng rồi đó. Quá dữ. Quá nắng. Quá nắng. Ừ, héo hết. Đám lúa này có
cỡ 3 công các bạn. Nó bắt có một đám lúa ở đây với lại ở bên đây. Giờ nó vòng lại. Rồi nó chạy qua đường bên đây nè. Chạy qua đường đây ha. Còn nó chạy đường thuận, quên. Đúng các bạn, nó sau khi nó vét cái bờ thì nó sẽ chạy đường thuận. Thuận vào đó ha. Dài bên kia. Xong rồi nó ngược vào đây. Đã ghê ha. Mấy cắt lúa vàng ma 850. Con này là ác chiến rồi các bạn. Chạy rất là dữ. Rồi nó quẹo ở chỗ nhã nè. Bột cua. Ai có tiếp. Nó ghép vào đây ha. Bẻ lại nè. Canh mát đứng thôi.